Nếu như mà các bạn bị mất niềm tin vào kem mắt và đã từng chi trả vài triệu đồng cho một hũ kem mắt 15ml thì ngày hôm nay Lusa sẽ giới thiệu cho các bạn một sản phẩm bôi thoa trên vùng da mắt và thật sự hiệu quả. Đây là sản phẩm Retinol Microdose của Kiehl's. Em này là một loại serum retinol có chứa 0,1% retinol. Sản phẩm này các bạn có thể dùng cho cả mặt, nhưng mà được biết thì sản phẩm này có thể sử dụng cho vùng da quanh mắt, chỉ tránh cái mí trên và mí dưới thôi. Sau cái quá trình mà mình trải nghiệm cái sản phẩm này để review cho mọi người ở một cái video mình đã làm rồi, thì mình quyết định là cất tất cả những cái loại kem mắt mà mình đang có qua một bên để tập trung trải nghiệm kem này. Retinol thật sự có khả năng thúc đẩy sản sinh collagen, đã được rất là nhiều nghiên cứu uy tín và lớn chứng minh rồi. Bên cạnh đó thì Kiehl's là một trong những cái nhãn hàng sản xuất những cái sản phẩm skincare từ lâu đời, và skincare là sản phẩm chính của họ, cũng là một trong những cái nhãn hàng mà mình đã tin tưởng hơn 4 năm qua. Nói tới đây thì mọi người cảm thấy là video này quá bốc mùi quảng cáo đúng không? Nhắc lại một lần nữa, đây là một video không hề có quảng cáo. Sau khi làm việc với máy tính nhiều thì dưới vùng da mắt của mình đã hình thành rất là nhiều những cái vết chân chim, và mình đã cố gắng sử dụng những cái sản phẩm giống như là HA để mà cố gắng làm đầy những cái vết chân chim này nhưng mà không có hiệu quả. Sau hơn 2 tháng sử dụng em này thì mình cảm thấy vết chân chim của mình được giảm ít nhất là 80%. Các chất của em này nó sẽ theo cái dạng lotion, khi bôi lên da thì khả năng thẩm thấu khá là tốt, dưỡng ẩm rất là cao, sản phẩm không hề có hương liệu. Và ngay cả khi Lusa bôi trong mắt á, thì mình chưa bao giờ có cảm giác á, là cái da mắt của mình nó bị nhạy cảm. Giá chưa sale của em này hiện tại đang có giá là 1.750.000 đồng. Và nếu như mà chúng mình chỉ có sử dụng em này cho những cái vùng da quanh mắt thôi thì coi như chúng mình mua 2 lọ kem dưỡng mắt full size rồi, thì tính ra 15ml chỉ có tầm đâu đó 875.000 đồng. Bạn thấy sao với lại cái hiệu quả là mờ đi cái vết chân chim mà có giá khoảng tầm 800.000 đồng, thì có đáng không?